kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em. Hôm nay em tổng hợp lên sóng cho anh chị quý vị và các bạn xem và tham khảo một dàn xe Hyundai Kia hiện đang có tại bãi xe ô tô cũ Hải Phòng bên em. Vậy thì anh chị quý vị và các bạn nào đúng màu, đúng mệnh, đúng chân một trong những mẫu xe Hyundai Kia hiện đang có tại bãi xe ô tô cũ Hải Phòng bên em, alo cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em quá nhé. Có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ngay với sát quốc lộ 10, đối diện với ngôi chùa Cao Lĩnh, hướng đi Thái Bình và Quảng Ninh các bác nhé. Và chiếc xe vừa mới cập bến cửa hàng đây các bạn này, một mẫu xe Hyundai Grand i10 nhập khẩu nguyên con từ Ấn Độ, bản hatchback một đầu, động cơ 1.0, đeo biển kiểm soát Thái Bình quê lúa 17A. Con này thì để cho anh em là 184 triệu đồng. Xe thì phải nói là rất là đẹp luôn. Nội thất ghế da hai màu, quả số bô lăng, màn hình Android, tên tư nhân biển Thái Bình, bản hatchback một đầu. Với giá tiền thì chưa đến 200 triệu đồng thì anh chị sở hữu cái mẫu xe này thì đi thì rất là yên tâm, rất là bền và lành các bác nhé. Đấy, sơn xi màu đỏ đây, rất là nét cho các bác. Mẫu xe Kia Morning các bác này, Kia Morning, một mẫu xe đeo biển kiểm soát Hải Phòng 15A 54257, một mẫu xe bản xi các bác nhé, bản xi la răng đúc 4 bánh các bác này. Con này thì đời 2018 các bác nhá, đời 2018 này. Đấy, xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng luôn. Cam kết các bác là xe rất là đẹp, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, không cắt xi, không dịch vụ các bác nhá. La răng đúc rất là đẹp luôn. Biển kiểm soát Hải Phòng. Con này thì bên em đang chào bán với giá là 289 triệu đồng. Đấy, có bao hồ sơ cho các bác, bao rút hồ sơ gốc các bác nhá, hỗ trợ sang tên bấm biển cho các bác luôn. Mẫu xe Hyundai i10 mang nước sơn màu cam, đeo biển kiểm soát 98A. Con này thì bên em đang chào bán với giá chỉ có hơn trăm thôi, 169 triệu đồng. Đời 2015, số sàn máy 1.0. Và bên cạnh đây cũng là mẫu xe i10 nữa các bác này. i10 thì con này thì cũng sản xuất 2015, bản MT máy 1.0. Đấy, con này thì 169 triệu đồng. Bao hồ sơ gốc cho anh em rồi. Đấy, bao luôn ship cho các bác nhá. Miễn phí tiền ship cho các bác. Hỗ trợ sang tên bấm biển về chính tên chính chủ cho các bác. Mà giá chỉ có 169 triệu đồng thôi. À, mẫu xe Kia Morning này, nhỏ gọn, xinh xinh, tiết kiệm nguyên liệu, 158 triệu đồng. Đời 2015 các bác nhá, đời 2015, mang nước sơn màu đỏ. Hồ sơ rút rồi các bác nhá. Mẫu xe Hyundai i10 các bác này. i10 thì con này nó là bản đủ các bác nhá. Bản đủ thì nó có đề lỗ start top này. Đấy, gương kính chỉnh điện la răng đúc 4 bánh này. Xi nhan báo rẽ trên gương. Tay lắm mở cửa ốp inox mạ chrome. Bàn phím tích hợp trên mô lăng, túi khí an toàn. Con này thì để cho các bác là 185 triệu đồng. Đấy, đời 2014, bản đủ. Xe tư nhân chính chủ biển Thái Bình, nội thất ghế lì rất là ok cho các bác. Bên cạnh đây cũng là một mẫu xe i10. Đấy, con này thì đời 2015. Đấy, biển kiểm soát Hải Phòng, la răng đúc, đặc biệt em này lên la răng đúc rất là đẹp các bác nhá. Con này thì nó là bản bay các bác này. Đấy, nội thất ghế da màu đen rất là ok. Ghế da trần nỉ các bác nhá. Đấy, con này thì nó là số tự động này. Đấy, số tự động các bác nhá. Số tự động. Đấy, đời 2000. Con này thì nó là số tự động, đời 2000 268 triệu đồng này. 2015 các bác nhá. Đấy, con này số tự động 2015, 268 triệu đồng. Bao hồ sơ cho anh em. Mẫu xe Hyundai i10 có này, đeo biển kiểm soát Hải Phòng 15A. Con này thì
đời 2015, 174 triệu đồng. Đấy, mẫu xe Hyundai i10, la răng đúc và sơn xi màu trắng này. Biển kiểm soát Hải Phòng các bác nhé. Đeo biển kiểm soát Thái Bình các bác này, 17A05137 các bác nhé. Con này thì đời 2015. Đấy, con này thì cũng để cho các bác 174 triệu đồng, bao hồ sơ gốc luôn cho anh em. Hỗ trợ sang tên bấm biển về chính tên chủ cho các bác. Đấy, dòng Hyundai thì máy móc nó rất là lành. Đồ đạc của em nó thì rất là dễ thay thế các bác nhé. Có cả màn hình Android cam nồi đầy đủ rồi. Các bác mua về chỉ việc đổ xăng rồi sử dụng thôi. Bên cạnh này là một mẫu xe Kia Morning. Vâng, một mẫu xe bản đủ bản Sport. Hồ sơ thì cầm tay rồi, sang tên bấm biển trong một lốt nhạc thôi, với giá tiền là 128 triệu đồng, bao gồm phí ship với phí sang tên bấm biển cho các bác luôn các bác nhé. Nội thất thì ghế da màu đen. Đấy, bô lăng quả số thì phải nói rất là đẹp luôn. Điều hòa auto các bác nhé, có cả điều hòa auto luôn. Đấy, mẫu xe bản hatchback một đầu, 128 triệu đồng. Đấy, xe thì phải nói keo chỉ zin, con này vẫn máy zin các bác nhé. Bên cạnh đây là một mẫu xe Kia Morning. Kia Morning sản xuất 2008 này. Hàng nhập khẩu nguyên con từ bên Hàn Quốc các bác nhá, nhập khẩu nguyên chiếc luôn. Con này thì để cho anh em là 145 triệu đồng. Đó, xe tư nhân chính chủ biển Hải Phòng. Đấy, túi khí ABS, màn hình Android. Đó. Con này thì chỉ có 145 thôi các bác nhá. 145 triệu. Mẫu xe Kia Rio. Đấy, Kia Rio nhập khẩu nguyên con từ bên Hàn Quốc, hồ sơ cầm tay. Với mức tiền là 275 triệu đồng. Đấy, bao gồm phí sang tên bấm biển cho các bác nhé. Sang tên bấm biển về chính tên đến chủ cho các bác luôn. Mẫu xe Kia Morning. Con này thì đời 2010, xối rác máy eco. Con này thì để cho anh em là 185 triệu đồng, bao hồ sơ gốc cho anh em. Kia Morning đời 2012. Con này thì để cho anh em là 115 triệu đồng. Chevrolet Spark đời 2011, nước sơn màu đỏ. Con này thì 79 triệu đồng. Mẫu xe BD nhập khẩu nguyên con từ Trung Quốc, Đài Loan. Con này thì giá tiền 85 triệu đồng. Hyundai Getz đời 2009, bản đủ, hai đèn trần, bô lăng gật gù, nhập khẩu nguyên con từ bên Hàn Quốc về, giá tiền 118 triệu đồng. Kia Morning mang nước sơn màu xanh. Đấy, con này thì đời 2014, 139 triệu đồng. Con này thì đã được độ lên la răng đúc 4 bánh rồi các bác nhé. Chevrolet Spark đời 2010, nước sơn màu cốm này, xanh cốm các bác nhé, 70 triệu đồng. Các bác mua về che mưa che nắng rất là ok. Biển kiểm soát Bắc Linh, quê hương con họ. Đó là mẫu xe Kia Morning. Kia Morning là một mẫu xe nhỏ gọn, xinh xinh, tiết kiệm nguyên liệu, 158 triệu đồng, 68 triệu, đời 2016 các bác nhé. Đời 2016, tên tư nhân biển Hải Phòng. Tư nhân chính chủ biển Hải Phòng luôn các bác nhé. Con này thì 168 triệu đồng, đồng có bao hồ sơ. Mẫu xe Chevrolet Spark form mới, form siêu nhân, 125 triệu đồng. Đấy, các bác mua về che mưa che nắng, tập lái con này thì rất là ok luôn. Form dáng thì rất là đẹp luôn, 5 chỗ ngồi các bác nhé. Kia Morning. Kia Morning là một mẫu xe dễ đi, dễ dùng, dễ sử dụng, không hài hỏng bạc. Đời 2008, 158 triệu đồng. Kia Morning đời 2009, xối rác máy eco. Biển kiểm soát Quảng Ninh, nước sơn màu đỏ, 175 triệu đồng. Kia Morning, đấy, một mẫu xe rất là sơn si thì rất là trẻ trung và đẹp đẽ luôn. Nội thất ghế da xịn, la răng đúc. Đấy, con này thì xối rác máy eco, nhập khẩu nguyên con từ bên Hàn Quốc, giá tiền cho anh em là 179 triệu đồng, có cả điều hòa auto. 179 triệu đồng, các bác đã sở hữu một mẫu xe Kia Morning nhập khẩu các bác nhé. Sơn si màu xanh rất là đẹp luôn. Dạ vâng, vừa rồi thì Đoàn Nghị Ô tô Cũ Hải Phòng em vừa đi vừa báo giá tổng hợp nhanh một dàn xe
bản hatchback một đầu, hàng nhập, hàng Việt, số sàn, số tự động, mà giá tiền chỉ từ vài chục triệu đồng cho đến vài trăm triệu đồng quay đầu. Vậy thì anh chị, quý vị và các bạn nào đúng màu, đúng mệnh, đúng chân một trong những mẫu xe bản hatchback một đầu đang có tại bãi xe ô tô Cũ Hải Phòng bên em, alo cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ngay với sát quốc lộ 10, đối diện với ngôi chùa Cao Linh, hướng đi Thái Bình và Quảng Linh, xem xe, test xe, thử xe thoải mái các bác nhé. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video lần sau.